Xin chào, xe đạp MV lại đến với mọi người trong video giới thiệu mấy chiếc xe thể thao Nhật Bản. Ngày hôm nay thì mình có một cái chiếc xe mang thương hiệu Fuji. Fuji là nó được phiên âm từ ngọn núi Phú Sĩ ở Nhật Bản. Và chiếc xe này là xe đã qua sử dụng rồi tại thị trường nội địa Nhật. Mà đầu tiên thì mình phải nói rõ từ đầu là những cái chi tiết phụ tùng trên xe này nó rất là đẹp, nó rất là mới. Và mình thấy nếu mà so về mặt bằng chung với cái dòng xe Nhật Bản thì phụ tùng này nó gần như là nguyên zin nguyên bản, mà nó chưa có bị hao mòn nhiều. Nhưng mà về cái phần màu sơn á, là màu sơn chiếc xe này nó không có đẹp. Nếu mà ai quan trọng nhiều về cái phần ngoại hình màu ở trên khung sườn thì xem để tham khảo thôi. Còn những ai mà không quá quan tâm về cái phần ngoại hình màu sơn mà chỉ cần chất lượng phụ tùng thì hãy nên xem tiếp cái video này, vì chiếc xe này mình thấy phụ tùng rất là ok. Đùm trước với đùm sau là đùm nhôm và ngoại hình nó còn rất là đẹp. Cái cắm xe hay còn gọi là nan hoa đó thì nó được cấu tạo bằng inox và nó sẽ không bị reset. Vành niền phía trước với vành niền phía sau là vành niền nhôm hai lớp, nó khá là cao. Cấu tạo khung sườn này là toàn bộ khung sườn nhôm, bao gồm cái càng nhôm và cái khung cũng bằng nhôm luôn. Ghi đô tăng bằng nhôm và phía trên này nó sẽ được trang bị cái tay bấm xả mang thương hiệu Shimano. Tính năng hoạt động thì còn rất là ok, rất là bình thường. Nhưng mà cái nắp nhựa phía trên, cái nắp chỗ tay bấm xả là nó bị đục màu rồi, nó không còn đẹp cho lắm. Đây là lúc mà mình test thử cái cụ đề cho mọi người xem. Trước khi mà đăng xe lên bán thì mọi thứ đều đã được mình kiểm tra, vệ sinh và căn chỉnh rồi. Mua về là mọi người chỉ việc sử dụng liền chứ không cần phải thao tác gì thêm. Cấu hình của nó thì nó có 3 tầng dĩa và 8 tầng lip phía sau. Nó sử dụng cụ đề Shimano Atus và đùi dĩa là đùi dĩa nhôm. Ống đứng của xe mình đo được nó có kích cỡ là 48, còn cái phần ống ngang mình đo nó có kích cỡ là 53, cho nên nó sẽ hợp với 55, cho nên xe nó sẽ hợp với người dùng cao từ 1m65 đến 1m75 trở lại. Tổng trọng lượng của xe thì hơn 11kg chút xíu thôi. Và đây là ngoại hình ở phía bên còn lại của chiếc xe. Bên này thì cũng tương đồng với bên kia. Màu sơn thì nhìn ở trên hình cái màu sơn trắng nó sẽ khá là đẹp, nhìn nó không có trầy xước nhiều, nhưng mà thật ra bên ngoài mọi người nhìn sẽ không có mới bằng ở trên video với lại hình ảnh đâu. Ví dụ như nếu ở trên đây mọi người thấy là cái thang điểm hiện tại của cái màu sơn này là 10 điểm thì ở bên ngoài nó còn khoảng chừng 6 điểm rưỡi hoặc 7 điểm là cùng. Cái đó là cái cảm nhận khách quan từ bản thân mình, và khi mà bán xe có cái gì đó thì mình sẽ nói rõ như vậy, nên mọi người cứ việc yên tâm mà mua với lại yên tâm mà lựa chọn. Sơ lược về chiếc xe này nó là như vậy. Nếu mà anh em nào có nhu cầu muốn mua xe hoặc là muốn tham khảo thêm những cái mẫu sản phẩm khác á, thì cứ alo cho mình. Số điện thoại thì mình luôn để sẵn ở góc màn hình. Và hẹn gặp mọi người ở những video tiếp theo. Xe đạp MV chân thành cảm ơn.